Xin chào tất cả các ba các chú, các anh, các chị và các bạn đang coi clip của Quang. Vâng, và hôm nay thì thực tế thì Quang hướng dẫn cho các bạn về cái khi mà chúng ta mua một cái con chim ở trên mạng về, kể cả là con chim thuần chơi được hay là bất kỳ một cái như thế nào đi chăng nữa ấy, thì khi mà về đến nhà chúng ta ấy, thì chúng ta nên có một cái con mái sẵn để như thế này. Đây là một cái con mái sẵn để chúng ta kè sẵn vào như thế này, và chúng ta chuẩn bị lồng đây. Thế cái trường hợp Quang bây giờ nhận được con chim thì nó cũng muộn quá, bây giờ là 7 giờ tối rồi đấy, thì nó muộn quá thì không cho tắm được. Nên là các bạn nhận chim mà nó ở ban ngày ấy, mà cái quãng đường đi nó chỉ độ khoảng 200-300 cây đổ lại thôi, thì chúng ta về chúng ta nên đổ một chút cái khay tắm kia, chúng ta đổ một chút nước thôi đó, chỉ một tí vừa cái bàn chân nó thôi, thì sau đó chúng ta sẽ kè cái con mái vào cạnh cái lồng tắm, mà chúng ta cho luôn từ cái hộc con chim này chúng ta cho luôn ra cái lồng tắm. Thực ra thì cái chúng ta đổ một chút nước đấy thì con chim nó sẽ nhảy vào cái khay tắm. Theo thói quen thì các cái con chim họa mì rất là thích tắm, mà đi ở trong cái hộc này thì nó sẽ bị bẩn thỉu, nó ỉa ra ấy, thì nhiều lúc là cái phân của nó sẽ bị dính, cái phân cứt các thứ nó dính vào cái đuôi của nó, phần chân của nó rất là bẩn. Thì chúng ta luôn, nếu mà chúng ta đây thì về vội quá, Quang cũng chưa chuẩn bị được cái lồng sạch sẽ, thì mình cho tạm một cái lồng này thôi đấy. Thì bây giờ tối rồi thì cho luôn ra lồng thôi và cho nó đi ngủ thôi. Thế cái con chim ấy thì bất kể một cái con chim nào mà chúng ta mua về đến nhà ấy, thì chúng ta nên nếu mà nhà chúng ta đang có họa mi thì chúng ta cất kỹ cái con chim họa mi nhà chúng ta đi đấy, chỉ để nó mình nó một thung thôi, để với con mái. Kể cả những con chim mà chúng ta mua ở xa mà thì người ta quảng cáo là chơi tốt thế này thế kia, thì về chúng ta cách an toàn nhất, nhanh nhất thì chúng ta cũng nên dùng cái con mái như thế. Và sau đó thì chúng ta nên cho nó nhìn thấy con mái luôn thì nó sẽ tự tin hơn đấy. Vì cái con chim mà đi đường xa cho vào trong cái hộc thì bao giờ hầu như là nó cũng bị hoảng loạn, chứ nó không được như ở trong cái lồng vận chuyển bình thường đó. Đây thì trước khi cho chim ra lồng thì chúng ta để cái con mái chúng ta kè vào như này. Đây là cái con chim thực tế Quang vừa ấy mua. Đây, sau khi cho chim ra lồng thì chúng ta sẽ kè luôn cái con mái vào như thế này, thì nó sẽ đảm bảo được an toàn hơn đó. Thế ra thì cái con chim kể cả nó chơi tốt mấy thì tốt, đi đường xa thì bao giờ con chim nó cũng bị hoảng đó. Con này thì là cái con chim xòe, nó chỉ là cái con mộc sở thôi, thế bảo thuần 80% rồi đó. Quang mua về Quang gọt, trước đây cũng nuôi con xòe nên mang đi tặng rồi, cho rồi, bây giờ lại mua một con về gọt. Đây chúng ta sẽ mở cái hộc này ra, chúng ta cho sang lồng. Thì khi con chim nó đi nó sợ thì chúng ta phải có cái con mái chúng ta kè vào. Tóc 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 tóc. Nó sợ thì chúng ta sẽ về thì chúng ta sẽ cho cái áo lồng nó phủ xuống một chút. Đó, cho nó. Đó. Con này thì xòe rất là đẹp. Lông nguyên bản, lông chắc ăn cắm gà. Tóc 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 tóc. À, có cái con mái vào một cái thì các bạn thấy nó tự tin luôn. Những cái con xòe này nó rất là khó chơi. À, nhất là những con mà nó chưa phải là con chim chơi cứng thì chúng ta phải có cái con mái hỗ trợ luôn như này. Đó. Thế bây giờ tối rồi. Thì Quang cũng chỉ cho nó nhìn thấy mái một chút như này thôi. Đó, và chúng ta sẽ bịt cái áo lồng lại. Đấy, nếu như bạn nào có thời gian thì cho nó làm quen với mái lâu hơn. Đấy, chúng ta có thể mở áo lồng ra và kè mái như này để chúng ta cho ăn
thêm con dế, con riếc. Nhưng mà thực ra thì buổi tối như này thì con chim nó ăn không lên cho ăn mồi tươi. Nếu mà đi đường xa mà yếu yếu thì chúng ta có thể sử dụng một cái con sâu rồng cũng được, cho nó ăn ấm bụng cũng được đấy. Và các bạn nên nhớ nhá, đây Quang thấy con chim này nó đang hót lên, cái chim ở nhà nó đang hót lên đấy là rất là ảnh hưởng đến cái con chim như này, cái tâm lý nó không ổn định đấy. Thì các bạn nhớ là chim nó về chỗ lạ thì chúng ta sẽ cất kỹ những con chim ở nhà đi đấy. Thì thôi thì cái clip mai Quang sẽ làm các cái clip tiếp theo. Trước mắt như thế, bây giờ Quang sẽ phải bịt kín nó lại để cho nó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đã, và cất nó lên trên phòng trên kia, không thì nó nghe tới cái hoặc là tắt điện đi. Chứ bây giờ mà để đây mà cái con chim, mấy con chim ở nhà nó gào lên ấy, thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái tâm lý của con chim mình mới về đấy. Thì con chim này thì nó xòe rất là đẹp và nó rất là kém đấy. Tâm lý nó kém lắm, nếu như không có cái con mái tốt thì là sẽ không gột nó đâu. Đấy, các bạn thấy là róc róc rồi này. Đấy. Đấy, nó chỉ cần nghe cái tiếng chim nhà thôi là cũng rất là nguy hiểm. Đấy, bây giờ Quang sẽ cất nó đi. Đấy, có thể là bây giờ mình sẽ cất kỹ đi. Và cất vào cái phòng nào nó không có tiếng chim ấy, và chúng ta sẽ để cho hai con ở cạnh nhau như này. Đấy, cho nó sáng ra, chúng ta lại mở ra, chúng ta cho nó làm quen với nhau. Và cái clip này Quang xin dừng lại ở đây, Quang phải cất nó đi cái đã nhé, không thì nó nghe thấy cái tiếng chim ở đây là nó sợ, là nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý của nó, rất là khó vực lửa. Đấy, và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Quang, và hẹn gặp lại các bạn ở trong các clip sau.